Làm sao để thoát rắc rối khi xe trật bánh khỏi nền đường? Mây trong, gió trong, trăng soi sáng trên sông. Lang thang trong đời, tôi có nhiều đam mê. Một chút buồn, trầu trán yêu chi phần. Nỗi tủi thân tôi bị bỏ lại một mình trong nước. Kỷ niệm ngọt ngào ùa về trong tâm trí. Bao nhiêu kỷ niệm làm tim tôi đào thoát. Dù tôi có quan tâm đến bạn hay không, cả đều là vì bạn. Là lỗi của anh khi không hiểu được tình yêu, khi anh yêu em nhiều đến thế. Một giấc mơ đẹp rất dễ thức dậy. Một giấc mơ đẹp rất dễ thức dậy. Không giữ được, trong phút chốc hóa thành khói. Tôi cầu xin Chúa, Chúa ơi, đừng để tôi. Chúa không hiểu tình yêu sao? Tôi cầu xin Chúa, Chúa ơi, đừng để tôi. Chúa không hiểu tình yêu sao? Tôi không biết cách thực hiện, tôi sẽ có nhiều cảm xúc trong đời. Một chút buồn, một chút buồn. Tôi bị bỏ lại một mình trong nước. Kỷ niệm ngọt ngào ùa về trong tâm trí. Bao nhiêu kỷ niệm làm tim tôi đào thoát. Dù tôi có quan tâm đến bạn hay không thì tất cả đều là về bạn. Là lỗi của anh khi không hiểu được tình yêu, khi anh yêu em nhiều đến thế. Là lỗi của anh khi không hiểu được tình yêu, khi anh yêu em nhiều đến thế. Này, cô bạn xinh gái, đừng lái xe như thế này. Tôi thấy ở đây rộng hơn, muốn quay đầu lại đây. Không ngờ hai bánh sau đều rơi xuống, sao tôi không lái được nữa. Anh có thể giúp tôi thoát nó ra được không? Được rồi, xe của bạn có kích động tay không? Có, cái này có được không? À, cái này có thể đủ rồi. Được rồi, bạn xuống đi. Cái kích cắm này của bạn không phải, còn có một cái cần tay sao? Không, chỉ có cái này thôi. Được, vậy tôi đến xe tôi lấy đi. Bạn cất cái này đi. Mang đến đây một cái kích cầm lớn như vậy. Không phải bạn không có cái cần tay cắm đó sao? Tôi sẽ lấy cái của tôi, đi tìm cho tôi vài viên gạch. Được rồi, đằng kia, tìm thêm 3 viên nữa đi. Cần ra và đánh thêm một chút. Được rồi.
Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu. Nếu một bánh xe rơi xuống đường, hãy nhìn và dạy bạn một chiêu là có thể dễ dàng thoát khỏi khó khăn. Đầu tiên gặp phải tình huống này, hầu hết mọi người đều nghĩ có thể may mắn lái xe ra ngoài, cho nên đều sẽ giống như tôi thưởng thức, cố gắng hết sức để tiến về phía trước không ra được, lại tưởng tượng lùi lại. Bạn có thể lái xe ra được không? Kết quả bên trái quyền bên phải hút, khói bốc ra từ lốp xe, cũng không thể lái xe ra được. Tôi vẫn thông qua hai thao tác này là muốn nói với mọi người, loại thao tác này không thể lái xe ra được và cũng làm tổn thương chiếc xe. Nếu bạn không muốn tiêu tiền, hay gọi cứu hộ, một người tự cứu mình trong trường hợp không bị thương lùi xe, còn có thể thoát nạn thành công không? Câu trả lời của tôi là có. Tiếp theo, chỉ cần xem tôi làm thế nào để làm điều đó một mình. Phương pháp này mặc dù rất thực tế, tôi hy vọng mọi người không bao giờ phải dùng đến, nhưng nhất định phải biết. Hôm qua có người hâm mộ để lại tin nhắn nói, một bên bánh xe rơi xuống đường kẹt, nên làm thế nào để một người làm? Hôm nay tôi miễn cưỡng tạo ra tình huống, cố tình lái một bên bánh xe xuống, chỉ vì muốn cho mọi người một cách học tự cứu cho mình tốt nhất. Bây giờ tôi mở cốp xe của mình, lấy dụng cụ của tôi ra. Đây là cái rắc cắm và xà beng, cho tạ hai cây cắm vào nhau, tiết kiệm công sức hơn một chút. Sau đó lại dùng cái kích rắc cắm của tôi. Cốp xe kéo xuống để dễ dàng hơn cho tôi khi thao tác. Vít gác cần được khóa chặt. Vậy bạn xem điều bạn chú ý là rắc cắm phải được lấy từ phía trước bánh sau có một cái rầm sau, cắm vào từ đây. Tiếp tục cắm đến cùng. Sau đó kích xe lên từ từ nha. Quan sát khi bạn kích xe lên, nhìn thấy lốp xe này bên dưới, khi bằng phẳng như mặt đường, kéo xe lên. Lưu ý khi bạn lay rắc cắm lắc trái và phải, xe của chúng ta sẽ từ từ chuyển lên. Xem có gần như được không? Được rồi, bây giờ như thế này đã gần như được rồi. Hạ cần kích xuống trước đã. À, sau khi lấy kích gắt ra, chúng ta trực tiếp lên xe cài số lùi ngược lại, phương hướng tới vị trí lốp xe rơi xuống đánh chết. Lùi lại, xe của chúng ta có thể dễ dàng ra ngoài. Ok, bạn có thể lên đường. Bây giờ, bạn không nhìn nhầm đâu, anh ấy sẽ lao hai bánh trước ra khỏi nền đường. Anh ta muốn gì? Xem ra lúc đến vẫn ổn, lần này, không lên được phải không? Cả hai lốp phía trước đều bị treo. Thân xe đang cố gắng hết sức để cổ vũ. Lốp xe đang quay cuồng. Tốc độ này. Trên đường cao tốc, tôi đoán là khoảng 180. Nhưng hai chiếc lốp xe bị treo ở đây, chân ga đạp rồi. Cũng là một chút xíu cũng không lùi. Chiếc xe này không nhúc nhích chút nào. Để tôi đến gần xem anh ta muốn gì. Hôm nay, tôi cố tình làm rơi hai bánh trước của xe xuống đường, chỉ để chụp cho mọi người một chiếc xe đường bộ cứu hộ khẩn cấp. Gặp phải tình huống này khi lái xe, các anh không biết làm thế nào mà nó ra được. Bạn theo dõi tôi sẽ dùng phương pháp của tôi để dạy các bạn cách dễ dàng lái xe ra ngoài. Được rồi, tiếp theo xem thao tác của tôi là được rồi. Đầu tiên chúng ta nhất định phải chuẩn bị hai sợi dây thừng
hai khúc gỗ, một đáy sạch. Vậy có làm sạch lớn như vậy không? Nếu vặn, bạn có thể sử dụng đáy làm sạch đi kèm với xe. Được rồi, gỗ không tìm thấy, chỉ cần thay thế bằng đá là được rồi. Cái này gọi là xe dẫn động cầu trước mở treo dây, đổi thành xe dẫn động bốn bánh. Tiếp theo xem tôi thao tác như thế nào. Được rồi, xong rồi. Sau khi kích xe lên, chúng ta dùng cây gậy này đặt ở đây. Lại dùng dây của chúng ta. Sau khi quấn dây xong, đặt gỗ này. Gỗ bấm vào vị trí này. Sau đó đối mặt với thành phân tử này. Chúng ta lại đặt ở đây. Dây thường bao phủ bánh xe đấu. Trên bánh xe. Được rồi, thế là xong rồi. Sau đó, chúng ta hãy hạ cái kích cắm này xuống. Tiếp tục, đánh dây như phía bên kia. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy treo ngược lại và đổ lại phía sau, xem có thể lái xe ra được không. Ôi trời, đừng gọi thất bại là mẹ của thành công. Nguyên nhân thất bại là bầu trời không đẹp, trời mưa phùn, làm ướt dây thừng, lốp xe, sàn nhà, cho nên mới khiến tôi không lên được. Khi màn hình quay lại, tôi lại nâng đầu xe lên gấp đôi. Giờ đến lượt tôi làm lại. Ok, xong rồi. Bây giờ chỉ là vấn đề tiến lùi thôi. Có nhiều cách hơn là khó khăn. Xin chào mọi người, tôi là anh trai của thần xe. Thủ thuật này gọi là dây trước đổi thành 17 xe. Mặc dù đã lái xe lên rồi, nhưng vẫn dừng lại trên bước chân. Tiếp theo xem tôi có thể đánh xe ra không. Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu. Nếu thích video này, bạn hãy cho núi Hà Nội một thích nhé. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
làm lady.